một đoạn clip đã ghi lại cảnh nhiều nhân viên của hệ thống siêu thị mẹ và bé Kids Plaza đã giả bụng bầu trượt patin tại khu vực nút giao xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội, khiến nhiều người bức xúc. Theo phản ánh, những cô gái này đang tổ chức quảng bá giới thiệu hình ảnh bằng hình thức trượt patin. Tuy nhiên, theo nhiều người chứng kiến, hoạt động này đã khiến giao thông tại đây trở nên hỗn loạn. Thậm chí, một trong số bốn cô gái còn bị trượt ngã và suýt nữa đã va chạm với người tham gia giao thông trên đường. Do để phương tiện thi công chắn ngang đường, cản trở giao thông, một nhà thầu dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã bị cảnh sát Hà Nội xử phạt 30 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế xe cầu, xe tải đầu kéo cũng bị xử phạt 1,2 triệu đồng với lỗi dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ủn tắc giao thông. Trước đó vào khoảng 7 giờ sáng ngày 28 tháng 9, xe cẩu và xe tải đầu kéo dừng đỗ giữa đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân để thi công nhà ga đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, gây ảnh hưởng đến giao thông công cộng, gây nguy hiểm và bức xúc cho người đi đường. Hai xe trên phục vụ thi công lao dầm đường sắt, tuy nhiên theo quy định của Hà Nội, việc lao dầm chỉ được thực hiện vào buổi đêm và dạng sáng. Sáng ngày 29 tháng 9, Ban Quản lý Dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên cho biết ngày 30 tháng 9 sẽ tiến hành hợp long cầu Metro bắc qua sông Sài Gòn, nối đôi bờ quận 2 và quận Bình Thạnh, cách cầu Sài Gòn hiện hữu khoảng 38 mét. Cầu Metro Sài Gòn do đơn vị tư vấn Nhật Bản thiết kế có nhịp chính trên sông Sài Gòn, dài 267,5m, rộng 11,1m, phục vụ hai làn tàu đi. Đây là một trong tổng số 5 cầu thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, theo kế hoạch vào cuối năm 2020 sẽ vận hành toàn bộ tuyến mê chủ số 1